Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại được gặp nhau rồi. Bây giờ cô Trâm sẽ cho thẻ hình học. Các bạn chú ý nha. Hình thang, hình tròn, hình thoi, hình chữ nhật, hình vuông, hình ngũ giác, hình ngôi sao, hình tam giác, hình trái tim, hình oval. Bây giờ cô Trâm sẽ cho thẻ lại một lần nữa. Mình chú ý nha. Hình thang, hình tròn, hình thoi, hình chữ nhật, hình vuông, hình ngũ giác, hình ngôi sao, hình tam giác, hình trái tim, hình oval. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. Bye.